Đây là một chiếc nhẫn thần kỳ. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này, bất kỳ đồ vật nào trong nhà cũng có thể biến thành bạn gái của bạn. Tử Duy đeo nhẫn trên tay, vô tình làm rơi một bánh xà phòng. Một cô gái béo mặc váy trắng liền xuất hiện trước mặt anh. Cô ấy được gọi là cô gái xà phòng. Việc cô ấy thích làm nhất là tắm cho người khác. Bạn xem cô ấy, buổi sáng tắm cho anh ấy, tối cũng tắm cho anh ấy, từ sáng đến tối đều đang kỳ cọ. Nhưng Tử Duy cảm thấy cô ấy quá béo, không hợp làm bạn gái anh chút nào. Cho đến một ngày, có người nói với anh, cô ấy càng kỳ cọ thì sẽ càng gầy. Do đó, Tử Duy mỗi ngày đều tìm tất cả các lý do để tắm rửa, đi học về liền tắm rửa. Khi ăn còn cố ý làm bẩn lên người, buổi tối đi đá bóng về lại tiếp tục tắm. Một ngày tắm đến hơn 10 lần, nhưng anh không hề cảm thấy phiền. Cuối cùng có một ngày, lúc Tử Duy tan học về bảo cô gái xà phòng tắm cho anh, thì cô đã biến thành một cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn. Điều này khiến các bạn học của anh vô cùng ngưỡng mộ anh. Họ đi hẹn hò ở một con phố nhỏ. Tử Duy nhìn không chớp mắt vào thân hình của cô gái xà phòng. Anh không thể ngờ rằng cuộc đời của anh lại có thể tìm được một người bạn gái như vậy. Anh phấn khích đến mức nhảy hẳn lên giường. Nhưng cuộc sống sau này cũng xảy ra nhiều vấn đề mới. Bởi vì cô ấy là do xà phòng biến thành, nếu cứ tiếp tục tắm rửa cho anh thì cô ấy sẽ có thể biến mất. Vì vậy anh không để cho cô ấy tắm cho anh nữa. Một tháng không tắm, đến cả An Kỳ cũng không thể chịu đựng nổi. Đến một buổi tối, Tử Duy thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh bí mật mua một túi lớn sữa tắm, nhưng lại bị cô gái xà phòng phát hiện. Cô cho rằng anh đã có người khác ở bên ngoài, tức giận bỏ chạy ra ngoài. Lúc này ngoài trời đang mưa lớn. Mưa lớn từ từ bào mòn cơ thể của cô ấy. Không bao lâu sau, cô ấy tan biến thành bong bóng. Tử Duy rất đau lòng. Anh đem cái giá để xà phòng đốt đi, để tưởng nhớ người bạn gái đầu tiên của anh. Tử Duy dùng chiếc nhẫn để biến con cá vàng thành cô bạn gái thứ hai. Anh ném con cá vàng xuống đất, một cô gái vô cùng đáng yêu liền xuất hiện, gọi là em gái cá vàng. Đặc biệt trí nhớ của cô chỉ có 7 giây. Tử Duy liền đặt tay lên người cô ấy. Cô ấy liền muốn đánh anh, nhưng chuẩn bị tát trúng mặt anh thì cô ấy bỗng dừng tay lại, bởi vì cô ấy đã quên mất sự việc vừa nãy rồi. Cô là một cô gái rất đam mê ăn uống. Mỗi khi đến đêm muộn, cô đều lén ăn đồ ăn ở trong tủ lạnh, vì để có đủ đồ ăn cho em gái cá vàng ăn. Tử Duy đã mua dự trữ rất nhiều đồ ăn vặt. Lúc ra ngoài thì sẽ ghi những món cô ấy thích ăn vào cuốn sổ, để tránh trường hợp cô ấy sẽ quên. Mỗi ngày ăn một thứ, Tử Duy sẽ đánh dấu lại vào sổ. Hài hước nhất là lúc cô ấy cưỡi tàu cướp biển. 7 giây trước vẫn còn la hét sợ hãi, 7 giây sau đã quên mất mình đang ở trên tàu cướp biển. Nhưng ngày tháng ở cùng cô ấy rất vui vẻ. Chỉ có điều, anh phải quay video về việc ở cùng với cô ấy, còn phải ghi âm toàn bộ lại. Có như vậy thì cô ấy mới không quên bản thân mình là ai. Nhưng như vậy mãi thì cũng rất mệt mỏi. Cuối cùng đến một ngày, Tử Duy chỉ đành biến cô trở lại thành cá vàng. Anh ấy là một người thích biến đồ vật trong nhà trở thành bạn gái của mình. Lần này anh đã nhìn chúng con đang bổ dưa này. Anh liền ném con dao xuống bàn. Một cô gái lạnh lùng xuất hiện trước mặt anh. Đặc điểm của cô ấy giống với vẻ ngoài của cô, chỉ một từ thôi ngầu. Ngày nọ họ gặp mấy tên côn đồ ở trên đường. Chúng liền tiến tới chọc ghẹo cô ấy. Tử Duy đang định làm anh hùng cứu mỹ nhân thì lại bị cô ấy đẩy về sau. Mấy tên côn đồ thấy vậy liền trực tiếp đặt tay lên vai của cô ấy. Sau đó, cô đẩy tên côn đồ một cái, rồi không ngừng tấn công hắn. Đợi đến khi cô chịu dừng tay, thì quần áo của tên côn đồ đã rách tả tơi. Cảnh này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Có một tên côn đồ vẫn không phục. Sau đó, cô khiến chúng sợ chạy mất dép. Từ khi có người bạn gái như vậy ở bên cạnh, Tử Duy không sợ bị người khác bắt nạt nữa. Anh dẫn cô ấy đi du lịch ở rất nhiều nơi, nhưng cô ấy không thật lòng yêu anh. Cô luôn nhìn ra phía biển lớn, giống như nhớ một ai đó. Đến một ngày, cô ấy đến gặp ông chủ cửa hàng sashimi. Cô hỏi ông chủ, con dao trước kia của anh ấy đâu? Ông chủ nghe xong liền lặng người đi. Cô gái trước này lại biết chuyện trước đây của anh ấy. Sau khi cô ấy hỏi một hồi mà không được câu trả lời như ý, cô đi tới bên bờ biển. Lúc này cô mới thổ lộ lòng mình với Tử Duy. Hóa ra cô chính là con dao bổ dưa trước đây của ông chủ quán sashimi. Nhưng ông chủ vì kinh doanh không thuận lợi nên đã bán con dao đó đi. Mà người cô ấy yêu lại chính là ông chủ. Anh ấy mới là người đầu tiên sử dụng con dao đó. Tử Duy sau khi biết chuyện thì rất đau lòng. Lúc rời đi, Tử Duy quyết định để lại con dao cho ông chủ quán sashimi. Rốt cuộc mọi người đàn ông đều biết, dưa ép chín thì không ngọt. Tử Duy tìm rất nhiều đồ vật để làm bạn gái anh. Búp bê Nga, cây xương rồng, hạt dưa. Nhưng sự lựa chọn cuối cùng của anh là điện thoại. Điện thoại là đồ vật mà anh yêu thích nhất. Anh tin rằng nó sẽ không làm anh thất vọng. Điện thoại bị ném xuống đất. Một cô gái vô cùng toàn năng xuất hiện trước mặt anh ấy. Cô chỉ cần chạm tay vào ngực của Tử Duy. Lúc này toàn bộ sở thích của anh đều hiển thị ở ngay bên cạnh anh. Đột nhiên Tử Duy cảm thấy đói. Ngoài cửa liền có người bấm chuông. Mở cửa thì thấy là người giao đồ ăn tới. Hơn nữa còn toàn là những món anh ấy thích. Thì ra là cô ấy vừa tra lại trong bản ghi nhớ của anh ấy. Tử Duy thích gì cô ấy đều biết hết. Cô biết anh thích những buổi hẹn hò lãng mạn. Liền bật loa Bluetooth ở bên cạnh, khung cảnh dưới một bài hát lãng mạn. Bữa ăn đầu tiên của họ đã diễn ra như vậy. Ngày hẹn hò thứ hai, Tử Duy vừa đến bên đường thì một chiếc xe dừng trước mặt họ. Cô gái điện thoại đã gọi xe giúp anh. Ngồi trên xe,
Cô gái gạt tay một cái. Tất cả những nhà hàng ngon đều xuất hiện trong tâm trí cô. Cô cũng đã chọn cho họ nhà hàng có cơm thịt chiên xù mà anh yêu thích nhất. Nhưng lúc này, có một cô gái từ ngoài cửa bước vào. Cô gái vừa ngồi xuống, thì nhịp tim của Tử Duy đã lên tới 120. Cô gái điện thoại xem tấm ảnh từ thời anh còn là học sinh cấp 3. Hóa ra cô gái ấy chính là mối tình đầu của anh. Cô gái ấy cũng đã nhận ra Tử Duy. Cô liền giới thiệu bạn trai mới của cô cho anh, là một anh chàng giàu có. Cô còn chế nhạo Tử Duy yêu một bà cô già. Nghe xong những lời này, cô gái điện thoại không nhịn được nữa, liền xâm nhập vào điện thoại của cô ta. Tìm hiểu thì biết cô bắt cá nhiều tay, mỗi ngày đều yêu đương với mấy người đàn ông liền. Chỉ có mấy người đàn ông kia là không biết. Cô gái điện thoại liền gửi tin nhắn cho ba người yêu của cô ta, bảo họ đến quán cơm này. Chỉ mấy phút sau, mấy người đàn ông đã có mặt ở quán. Sau khi gặp mặt họ liền biết được bộ mặt thật của cô ta. Cô ta xấu hổ chỉ có thể vội vã rời khỏi đó. Cô gái điện thoại này thật sự rất lợi hại. Sau khi về nhà, Tử Duy cũng đem lòng yêu cô. Anh tháo chiếc nhẫn đeo vào tay của cô ấy, thề là sẽ không tìm người bạn gái nào khác nữa. Nhưng tới đêm, Tử Duy mới biết mình đã gây ra một tai họa lớn. Cô gái đã dùng chiếc nhẫn biến ra vô số thủ hạ, sau đó trói Tử Duy vào giường. Hỏi ra thì mới biết, hóa ra cô gái điện thoại đã lừa gạt tình cảm của anh. Thực ra cô không hề thích anh, bởi vì lúc trước anh chưa từng đối tốt với điện thoại. Lúc chơi game, điện thoại nóng như muốn nổ tung, nhưng anh vẫn không cho cô nghỉ ngơi. Anh lúc đi vệ sinh cũng mang điện thoại theo, không quan tâm đến việc điện thoại sẽ nhiễm vi khuẩn từ tay anh ấy. Tử Duy rõ ràng rất xấu, nhưng lại suốt ngày chụp ảnh, chụp xong còn dùng điện thoại để chỉnh ảnh, khiến cô cảm thấy kinh tởm. Hiện tại, cô muốn cho anh thử cảm giác bị khác khống chế sẽ như thế nào. Cô biến Tử Duy thành người máy, từ đó biến anh thành một con rối. Nhưng hôm nay khi An Kỳ lại gửi tin nhắn cho Tử Duy, cô phát hiện có gì đó không đúng. Không phải trả lời qua loa, mà trả lời giống như một người máy vậy. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, vì vậy nửa đêm cô đến tìm Tử Duy. Trong một nhà kho, cô phát hiện Tử Duy đã bị bạn gái khống chế. Cô muốn cứu anh ấy, nhưng lại bị anh ấy dùng gậy đuổi đánh. Một lúc sau, An Kỳ phát hiện có tia sáng đỏ nhấp nháy trên đôi bông tai của cô gái điện thoại. Nhìn một cái về phía sau, mới biết cô ấy sắp hết pin rồi. Tử Duy biết được chuyện này liền lập tức lao về phía ổ điện trước, nhanh chóng rút sạc ra. Cô gái điện thoại hết pin liền biến trở về hình dáng gốc. Tai họa này cuối cùng cũng đã được giải quyết. Sau khi trải qua chuyện này, Tử Duy mới biết rằng tất cả cả đồ vật đều không phù hợp để làm người yêu. Anh quyết định tỏ tình với An Kỳ. Cái kết thì khỏi phải nói, đương nhiên là họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.